đường huyết. Hạ đường huyết là khi đường huyết của bạn thấp dưới 70mg/dL hoặc 4.0mmol/L. Các triệu chứng báo động của hạ đường huyết bao gồm: đổ mồ hôi, rất đói bụng, tim đập nhanh, nói không rõ ràng, dễ cáu gắt, chóng mặt, mệt mỏi, nhìn mờ, la hét không rõ lý do, run tay. Cơn hạ đường huyết nặng còn có thể làm bạn mất ý thức hoặc co giật. Hãy nhớ rằng những triệu chứng này không phải lúc nào cũng do đường huyết thấp gây ra. Đừng tự phán đoán, hãy thử đường huyết của bạn khi bạn cảm thấy không khỏe. Làm gì khi đường huyết thấp dưới 70mg/dL? Uống một muỗng canh siro hoặc mật ong, hoặc uống một nửa lon nước ngọt có đường. Thử lại đường huyết sau 15 phút. Nếu đường huyết trên 70mg/dL, ăn một bữa ăn nhẹ như một lát bánh mì hoặc một trái táo, hoặc bữa ăn chính nếu đã đến giờ ăn. Nếu đường huyết dưới 70mg/dL, lặp lại bước đầu tiên. Sau 15 phút, bạn nên thử lại đường huyết, và nếu đường huyết vẫn còn thấp dưới 40mg/dL, bạn nên đến ngay cấp cứu ở bệnh viện. Đừng cố gắng cho người bệnh ăn trong tình trạng co giật hoặc mất ý thức vì có thể gây nghẹn và dẫn đến tử vong. Hãy hành động ngay khi bạn bị hạ đường huyết.